Chào mọi người, đem lại đẹp đồ. Vào luôn á. Đầu tiên có cái kẹp ống này. Này về được 2 cây á. Hàng nơ cá tải trọng 1 tấn, nó kẹp từ 4 đến 20 4 mili đến 20 mili. Nơ cá của Nhật 250 k. EU 80. Tiếp theo có một bộ chậu này, lộn xộn này đó. Này, hai này một bộ này, này cạnh như này này, nhỏ nhỏ này. Bạn hẹn cả cơm này luôn. Hai trăm tư á. Rắn chậu EU tầm 1 254. Có hai kia đột tốn này. Này mày nhặt ra được hai cái này. Cái này đường kính là 27 này. Cái này là 43. Hai đột này 50 k. EU 82 50 k. À, đây có cái này. Cái như đây. Thôi rồi. Cái này 30 k nữa. Để bỏ vào cái kia luôn. 30 k. EU 83. Bấm lô này. 80 k. EU 84. Kim cắt. Kim cắt 70 k. EU 85. Một cái đột như này. Lấy dầu nhỏ nhỏ bé bé 20 k. Dài là 7 cm đấy. Dài 7 cm đấy. EU 86 20 k. Có cái đồng hồ như này, hiện tại đang bị kẹt bể. 30 k. Này đáng lại phải nhận được á. Nó bị kẹt. EU 87. Dao làng giá như này. Làng giá 80 k. EU 88. Mỗi lịch tốp 300 giá 30. Vỏ khá nguyên á. Miệng con đẹp lắm. Răng này bao chắc á. Bao kẹp bao chắc á. 170 k. 170. Kim một quả EU 89. Có cái đầu như này này. Cục 25 á. Nó đầu nổi này. Cái này dài 7,7 á. 50 k. EU 90. 50 k. Có cái đột như này. Khá to. 40 k. Dài 18.
L91. Hai bộ bi này 40k. Tè. L92. Còn mấy cái chắc đặc nè. Có cái này nó có khoang lỗ này. Chắc đặc. Tám mấy cái. Chắc đặc thì đôi khi có mấy cái lỗ này. L93, tám mấy cái. Có cái tay quay như này. 30k. Cái lỗ này là lỗ 10 11 á. L94. Có cửa góc hẹp như này. Hàn đi sau. 70k. Da 21. L95. Có cái đầu búa như này 30k. Dài 13. Hai đầu như này 96. Búa go à, búa này búa 5 hô 25 này. Này vào để chặt này. Động chặt này. Phải bề đấy á 30k. Năng 4 lượng L97. Có keo tỉa này. Mặc da bắn này. 40k. Da 27. Thiếu lo xó L98. Cái này lo xó đầy đủ này. Chữ. Cái này dài 15 năm. 50k. Chín. Cái này 80k. Cái này trừ nó này. Dài 29. L100. Cho cái này. Cái này trừ đấy này. 50k. Dài 18. L101. Kim rút ni vế 270k. Lotter. Dài 25. Em để lỗ to nên nó tẹt hơi lâu á. Mà em để cái lỗ nhỏ lại thì bấm nhanh hơn. Lỗ này để 4 lý á. L102 270k. Rồi cân này hẳn SEK. Thẹp alloy. Đầu 1/2. Đảo chiều. Chắc chắn 90k. L103. Thì theo cái này 110k. Thép alloy da bằng. Hàng mít tôi nói. Đầu 1/2.
150k. Eo 104. Mấy cái đục sắt à, đục tương này. Có cái này to lắm đó. Hạ bảy cái ba cái này thì nhỏ thôi. Bảy mấy cái. Eo 105. Cái to nhất dài nhất là 26. Mấy cái này nhỏ thôi. 15, 17 thôi. Một cái dao 3 lượt. Dao thả, dao gọt trái cây 60k. Lưỡi là 14. Bảng là 2,7. Thẹp 3 lượt. Eo 106. Một cái bộ go như này 30k. Nặng 7 lưng rưỡi. Eo 107. Có cái bộ Dog U này. Xe này size nhỏ. Nặng 3 lượng 30k. Eo 108. Có cái bố bí này. Này hàng sán ký á. Sán ký á, không có hàng gì đấy. Có chữ đấy này. Đồng đẹp lắm. Bố ấy nặng 9 lưng rưỡi. 140 á, nặng 9 lưng rưỡi. Eo 109. Một cái đục chặt sắt 30k. Dài 15. Một 110. Còn một đục 30 ly này. 120k. Dài 40. Eo 111. Một cái răng rọc như này 50k. Hàng Suwa của Nhật á. Hàng Suwa 50k. 112. Một cái búa nhọn như này, càng có thẳng này 70k. Có chữ đấy 70k. Bố này nặng 6 lượng. Eo 113. Đầu này nhọn. Lên cái mỏ lịch tộp 300ml. Miệng đẹp nguyên. 120k. Này em sẽ về chính ngón lăn đó. Trên trụ á, EU 114. Một cái dụng cụ như này. Hiện tại đang bị kẹt này. 30k. Đáng nó phải nhụng đứa này được này. 30k. 115. Một cái kéo các ống bị gãy lưỡi này. Hàng on giá này. Các ông bị gãy lưỡi 30k. Lò xo đi con này. Một 116. 30k. Kẹo
Cái này các cặp 7 lý á, size 450, hai gói giá bắn á. Các ngọt ngào phù hợp mẹ anh cắt tắm xe máy về làm gia đình, 150k. Các cặp 7 lý á, EU 17. Có bấm ghim này, hàng mắc da băng. Cái này thì mắc in da băng luôn. Trăm một. EU 118. Đấy cuộc như này. Hai cái tứ 70k. Một trăm mười chín. Cái búa này hàng tốt. Nặng 4 lượng 70k. Một trăm hai mươi. Búa như này Maruki á. Bảy lần rưỡi á. 70k. EU 121. Tiếp theo cái bộ này 1/2 50k. Nặng 2 lần rưỡi. Năm mươi k càng bị cắt đấy, ngặn đấy. Tiếp theo cái này Maruki số 1. Maruki đi như này thôi, đời mới. 80k size số 1. 122. Một trăm hai ba. Có cái búa này, búa này nặng 3,5 kg á. 150k. Nặng 3,5 kg. EU 124. Một cái búa như này 50k. Nặng kia 3. Một trăm hai mươi lăm. Một cái búa Goren. Búa này nặng kia 6,50. Búa này 170k. Một trăm hai mươi sáu. Theo búa này hơi bể đấy. Búa nặng 2,9. 150k.
L 127. Tiếp theo bộ này nặng ký bá 50 50k. Mùi đục 21 ly này. 70k. Dài là 45 á. 50k thôi. 21 L129. Còn cái mùi khỏe như này. Phí 80 á. 30k. Răng nó mẻ nhiều. Sức sức này. 130. Hai cái này thép sắc đặc á. Này là 17 này. Nhỏ hơn là 16 này. 60k. 60. Một cây dài 35, một cây dài 28. 131. Đục chận như này 30k. Chiều này 9. Chiều này là 6,7. 132. Có cái mùi khẹt không lô này. Một trăm bảy mươi. Phi 170. Còn khá đẹp. Hơi bể gãy chỗ này. Này 150 nhé. Một 30. Phải không? 131 rồi. 150k. L133. 150k. Tiếp này, tiếp theo phí 65 này. Hàng của giá bán này. Chuối gai luôn này. Có bể, bể. Nhập ký này con ít á. Phí 6 lắm á. 80k. L134. Kéo như này. Cái này nó bị rơi ra đàm thật lệ, nó phải xoáy xuống đấy này, nó mắc vào đấy này, có cái chuột đấy này. Ba mươi k khóa này. 135. Ủa kéo như này nữa 70k. Xe 350 nó hơi cận nhẹ đi đó. Này thì cắt cảm 5 lý đấy. Phù hợp mẹ anh cắt tắm xe máy đó. Này thì báo cắt á, hàng cổ 70k. Một bát sậu.
sạc cày như này, trừ này 40k này dài 40 39 EU 137 có quả số 58 của Asahi miệng con đẹp á, cái này con nước xí còn nhiều. Tám mươi k eo 134 lên hai cái dao như này, lưỡi thì tầm 16 á, thép thương á, thép trắng thép thương á, hai cái này 130 eo 139 kim cắt như này, bị mẹ lười đấy, dài 15 đấy, khoảng quả ca tim này 20k 20 eo 140 rồi hàng gan clip theo hả?